một, một, hai, ba, bốn, một, hai, chấm, chấm, ba, bốn, một, hai, ba, ô số ba, hai, ba, bốn, và hai, và hơi nhanh, hơi vội, đó, chỗ đó con hơi vội một chút ha, rồi bây giờ chậm lại một chút nè. À, cái ô cuối cùng con phải chậm lại nha. Dạ. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 không. Những ô đầu tiên là nốt đen, thấy không? Ô cuối cùng phiêu mới là móc đơn ha, à, từ từ con. Lần cuối ha. Nè bà đón ha con. Dạ. Yeah. À mẹ xin nói hả? Rồi, chờ chút ha. Rồi. Ba ô đầu là nốt đen, nó rất chậm rãi. Đến ô cuối phiêu thì con mới nhanh lên gấp đôi, đúng không? Nhanh quá rồi, cái đó nhanh lên gấp 4 lần rồi ha, từ từ thôi. Rồi. 1 2 3 4 1 2 chậm. 3 4 1 2 3 đánh thì đúng rồi nhưng mà nhịp chạy quá, hôm cuối cùng nhịp chạy quá nè, à, cuối cùng con cho chậm lại chút nữa là được ha, nó chậm lại chút đâu, thử là lần cuối ra ha, thử lần cuối cho ba coi được không. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 nè, 1 à. Đó, ô số 4 rồi. Ô 4 rồi. Đó. Con nhìn bản nhạc này hơi nhỏ đúng không? Dạ. À, cái đó về nhà tập ha. Nhớ đếm nha. Dạ. Đến ô số 4 nữa phải thành móc đơn rồi đó. À. Nghe cái phách gõ thầy nè. Từ từ, con nghe phách gõ của thầy nè, nghe phách gõ nè. 1 và 2 và đó. Thì cái ô cuối cùng con đánh giống vậy đó, hiểu không? Ô cuối cùng là như vậy đó, ô cuối cùng là 1 và 2 đó, nó cỡ đó thôi, hiểu không? Rồi, ha. 1 2 3 4 2 3 4 2 chậm. Ô số 3. Ô số 4 nè. Chậm. Ô số 4 con chạy nhanh quá, con chạy nhanh hơn phách gõ này nè. Đó, nó vậy thôi, con chạy nhanh. Đúng rồi. Thôi, cái phách, cái mặt floor nó bị chạy rồi đó, đó. Chậm thôi. Đúng rồi, nó cỡ đó thôi ha. Rồi, lại lần cuối ha. Lần cuối nè. 1 2 3 4 chậm. Số 3. Chậm nha. Bốn thì theo nha, theo nhịp. Ok, đúng rồi đó, rồi hiểu đó. Con phải lắng nghe ha, lắng nghe metronome, lắng nghe thầy gõ. Từ từ nhịp con nó sẽ đều lên. Rồi con đã chơi được hai đoạn trường độ là nốt đen với lại móc đơn ha. À. Cái móc đơn này gọi là feel. Feel, đúng rồi. Còn mấy cái nốt đen này gọi là groove. Đúng rồi. Con đang đánh groove cộng với feel đó, nó là một câu trống. Ok. Rồi, nó đang nghỉ nè ha con. Dạ. Vậy là bài tập ha.